Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán nhân duyên hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán nhân duyên hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán nhân duyên hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán nhân duyên hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán nhân duyên hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán nhân duyên hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán nhân duyên hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán nhân duyên hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán nhân duyên hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán nhân duyên hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán nhân duyên hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán nhân duyên hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán nhân duyên hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán nhân duyên hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán nhân duyên hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán nhân duyên hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán nhân duyên hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán nhân duyên hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán nhân duyên hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán nhân duyên hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán pháp từ duyên sanh ra hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được,
Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán vô minh hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán vô minh hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán vô minh hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán vô minh hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán vô minh hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán vô minh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán vô minh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán vô minh hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán vô minh hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán vô minh hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán vô minh hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán vô minh hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán vô minh hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán vô minh hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán vô minh hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán vô minh hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán vô minh hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán vô minh hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ lo phiền hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bố thí Ba La Mật Đa hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh độ, Bát Nhã Ba La Mật Đa hoặc có nguyện hoặc không nguyện,
chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bố thí ba la mật đa hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng nên quán cái không nội hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán cái không nội hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán cái không nội hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán cái không nội hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán cái không nội hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán cái không nội hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán cái không nội hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán cái không nội hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán cái không nội hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán cái không nội hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán cái không nội hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán cái không nội hoặc ẩn hoặc hiện, chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh hoặc ẩn hoặc hiện, chẳng nên quán cái không nội hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện,
chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán cái không nội hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán cái không nội hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán cái không nội hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán cái không nội hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán cái không nội hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán cái không nội hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán cái không nội hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Chẳng nên quán cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh, hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán chân như hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh bi sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán chân như hoặc vui hoặc khổ. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc vui hoặc khổ. Chẳng nên quán chân như hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc ngã hoặc vô ngã. Chẳng nên quán chân như hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh. Chẳng nên quán chân như hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc không hoặc chẳng không. Chẳng nên quán chân như hoặc có tướng hoặc không tướng. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có tướng hoặc không tướng. Chẳng nên quán chân như hoặc có nguyện hoặc không nguyện. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có nguyện hoặc không nguyện. Chẳng nên quán chân như hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh. Chẳng nên quán chân như hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly. Chẳng nên quán chân như hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc hữu vi hoặc vô vi. Chẳng nên quán chân như hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Chẳng nên quán chân như hoặc ẩn hoặc hiện. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc ẩn hoặc hiện. Chẳng nên quán chân như hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện. Chẳng nên quán chân như hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có tội hoặc không tội. Chẳng nên quán chân như hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có phiền não hoặc không phiền não. Chẳng nên quán chân như hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian. Chẳng nên quán chân như hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh. Chẳng nên quán chân như hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn. Chẳng nên quán chân như hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên. Chẳng nên quán chân như hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Chẳng nên quán pháp giới cho đến cõi không thể nghĩ bàn, hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hoặc thường hoặc vô thường. Chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc vui hoặc khổ.
chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bốn niệm trụ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thế gian hoặc xuất thế gian,
chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán thánh đế khổ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán thánh đế tập diệt đạo hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn tịnh vô sắc hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bốn tịnh lự hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ
hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán tám thắng xứ chính định thứ đại mười biến xứ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán tám giải thoát hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán pháp môn giải thoát không hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện,
Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán pháp môn Đà La Ni hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán pháp môn Tam Ma Địa hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán bậc cực hỷ hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc có phiền não hoặc không phiền não,
chẳng nên quán bậc cực kỳ hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bậc vi cấu cho đến bậc pháp vân hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán bậc cực kỳ hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán bậc cực kỳ hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán bậc cực kỳ hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán bậc cực kỳ hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc vui hoặc khổ, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc chẳng tịnh, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc không hoặc chẳng không, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc có tướng hoặc không tướng, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc có nguyện hoặc không nguyện, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc hữu vi hoặc vô vi, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc sanh hoặc diệt, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc thiện hoặc chẳng phải thiện, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc có tội hoặc không tội, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc có phiền não hoặc không phiền não, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc ở trong hoặc ở ngoài hoặc ở hai bên, chẳng nên quán năm loại mắt hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được, chẳng nên quán sáu phép thần thông hoặc có thể nắm bắt được hoặc chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 12.